Hôm nay em ghé mượn xe được của idol Bình Dương, quay cho anh em coi. Này là cái màn hình Chigi, hơi bị rõ luôn các bạn. Này camera này nó có trước có sau không nè, lật lại nè, đó đâu, đằng sau camera nằm đâu. Đặt máy rồi, đâu rồi, camera sau đây các bạn. Đây, đó, camera sao đó đây à. Mấy bữa nữa là mình sẽ cho anh em coi một cái camera đến từ Hàn Quốc luôn. Nó VIP hơn của thằng Chigi nữa, gắn trên con VTX 1008. Hôm nay em Ken mượn được xe của anh Mập ở dưới Bình Dương, cho anh em coi kìa, mấy bạn coi nhìn vô màn hình thì thấy rõ không? Đó nè. Đó, quan trước nè. Đó. Đó, màn hình đâu rồi? Đây, bên đây. Đó. Thấy rõ không nhở? Màn hình 4K luôn á, vẫn chơi hoài, xa lắm á. Cái này full luôn, bao công lắp đặt đâu hết rồi luôn, cái báo sức lốp luôn, hình như bây giờ nó xuống đâu đó có khoảng tầm ngoài 10 triệu tí xíu các bạn. Còn hồi trước là 11 triệu mấy lúc mới về. Cái này anh em tối đi nhiều khi, cái này sau này nó rất là thông dụng. Mình thấy mấy em đua TV4 đồ này nọ cũng gắn nhiều lắm mấy bạn. Camera hành trình, cái này mấy anh em gắn xe bán tải đâu được luôn, gắn bán tải đâu được luôn. Biết vậy trước mình khỏi mua cái của thằng Xiaomi rồi. Quốc cái này có màn hình luôn, nhìn tuyệt vời. Rồi, xe này là xe lâu lắm rồi mình mới mượn được xe mình ra mình review cho anh em. Đây quá trời công nghệ luôn các bạn. Một trong những con xe CB1000 neo, các bạn có thể đi mấy cái tour mà Avenger được. Con này hầu như là set full chống đổ hết rồi. CB1000 neo các bạn rất là ít khi thấy những cái xe mà gắn cái khung chống đổ, thì đa phần những cái xe gắn không chống đổ này mấy bạn, đa phần mấy bạn chỉ thấy trên những cái con như MT07, KTM 390, CB 300, CB 650, MT09, thấy không? Nhưng mà chiếc này là chiếc đầu tiên mà được thấy trang bị cái bộ khung chống đổ. Thằng này thì nó sẽ có hai set ăn vô với nhau, một set là nó sẽ bắt vô trong cái phần sườn chính chung với lại cái phần sườn phụ luôn. Đây cái phần sườn chính là nó nằm nguyên cái trụ giữa đây nè. À, đó. Một cái là nó sẽ nằm chung với lại cái bát mà anh em hay gắn chống đổ á, là một cái bát sườn trên với lại cái chỗ cái chân, ngay chỗ cái chân máy để anh em bắt cái cục chống đổ á. Hai thằng này nói chung là mình nghĩ nó cũng rất là chắc chắn mấy bạn. Ok, không vấn đề. Set này là của thằng Pitech Moto. Này giống như Pitech Moto, mình nghĩ chắc của hãng BVTech đó, một trong những cái hãng mình đoán thôi nha. Mình nghĩ là chắc của hãng BVTech làm ra cái bộ khung này. Đoàn mình đoán thôi. Ở dưới đây thì các bạn sẽ có một cái set khung Baga. Cái này nó sẽ có ở giữa, nó sẽ có một cái đế ghi vi để các bạn đựng cái thùng. Hai bên hông các bạn sẽ có hai cái bát treo. Cái này là mình nghĩ treo cái thùng nhỏ thôi, thùng khoảng tầm chắc khoảng tầm đâu đó 5 lít 7 lít hoặc là túi thôi, chứ không có làm đựng được cái thùng to. Bữa anh chủ xe nói là có thể thiết kế được cái thùng to không? Nói được hết. Nói chung là bây giờ Việt Nam rất là tân tiến, cái gì mấy bạn cũng có thể làm được. CNC gia công những chi tiết gọi là chính xác, là Việt Nam mình hầu như bây giờ là chạy theo công nghệ rất là dữ các bạn. Và tất cả các nhà xưởng, tất cả những anh em
chuyên về những cái gọi là gia công cơ khí, chính xác là người ta giờ người ta làm rất nhiều rồi. Ở đây thì ở trên đầu đèn mấy bạn sẽ thấy có một cái set đèn Lubu là 12, một cặp đèn cũng cực kỳ giá trị anh em. Đây, set này cũng cả chục chai đó, chứ không có rẻ đâu. Đời cái thằng đời 2022 đổ lên thì nó là cái đèn led của nó, cái đầu này nó hơi vét vô trong, còn cái đời cũ là cái đèn tròn mấy bạn, còn led hầu như là nó vẫn giống nhau. Thằng này Lubu L12, chụp này đang sử dụng là xài cái chụp trắng. Thằng này đâu đó cũng khoảng tầm chục chai. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có những cái bảng thương mại giống như những cái dòng xe khác mà anh em hay thấy thôi. Còn Sakota 19 ở bên cùm côn sẽ sử dụng một cái cùm côn Gaspic. Cái mẫu này là mẫu Universal. Mẫu Universal tính tới điểm hiện tại là cái giá nó sẽ là cao hơn thời điểm cách đây 2 tháng là 10% rồi. Thằng này bây giờ nó loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm gần 7 triệu rồi. Thời điểm trước nó chỉ có 6.2, 6.3 thôi anh em. Ở đây mình có một cái đồng hồ Chigi. Thì đồng hồ Chigi này nó sẽ bao gồm là đo áp suất lốp, nó sẽ bao gồm là có camera hành trình trước và sau, nó sẽ bao gồm là có đo cái nó quét được cái nó cảnh báo điểm mù á. Những cái điểm mà mấy bạn không thấy mà có xe thì nó sẽ cảnh báo điểm mù cho những anh em. Này mấy bạn có thể lên Google, mấy bạn search về cái thông số của cái đồng hồ Chigi là nó sẽ có những cái thông dụng gì thì các bạn sẽ biết được. Chigi này là rất đẹp mấy bạn. Mới đầu là mình nghĩ là của Trung Quốc, mình thấy nhiều anh em quảng cáo, mình nghĩ là nó chỉ là soàn soàn thôi. Cho tới khi mình gắn được hai bộ, một bộ trên MT09 và một bộ trên con MT07, mình test trong phố đồ các thứ luôn, mình cảm thấy nó khá là ok. Từ về chưa biết độ bền nha, tại vì cái này mình cũng chưa test độ bền. Mình chỉ có cảm nhận về cái độ tinh tế của cái màn hình, rồi độ sắc nét và cái độ nhạy thì mình cảm thấy nó rất là chuẩn rồi. Trong một cái set mà nhiều anh em kêu hàng Trung Quốc đồ này nó kia, nhưng mà theo mình là hàng Trung Quốc nó cũng ok. Nếu mà mấy bạn chơi đúng hàng chính hãng nó cũng VIP lắm, chứ không phải là hàng mà dạng như những cái xưởng mà tàu lao sản xuất mà. Ở đây thì chúng ta sẽ set một cái bộ gù nâng ghi đông của thằng Motohub. Thì mấy bạn nên biết là đối với những anh em nào mà đi gù nâng ghi đông mà muốn gắn trợ lực trên đây, nó là một cái vấn đề cực kỳ nan giải. Đa phần những anh em mà đi gù nâng ghi đông rồi á, mấy bạn chỉ có thiết kế gắn trợ lực là nó nằm ở dưới đây á thì nó quả may ok, chứ còn mà gắn trợ lực mà nằm ở trên á thì nó ngặt nghèo một cái á. Ở đây nó có nhiều cái ngặt nghèo lắm anh em. Ở đây mình tính toán canh sát lắm rồi á, tại vì do là cái gù nâng ghi đông này nè, nó là tất cả, hình như tất cả trên thị trường gù nâng ghi đông đều là cái loại mà cong vô 35 độ hết, không có loại nào mà thẳng lên hết. Đúng ra cái này mà mấy bạn đi những cái loại gù nâng ghi đông thẳng lên á thì làm cái bộ ách chịu được cực kỳ đẹp. Do mình đi cái gù nâng ghi đông là cái loại mà cong vô 35 độ á, nó sẽ không có diện tích để anh em xử lý những cái giống như là bát trợ lực. Mới đầu là mình định đưa cái bát trợ lực về đây, nhưng mà đưa về đây thì nó ác một cái, khi mà mỗi lần anh em tháo chìa khóa ra nó sẽ vướng cái trợ lực, nó hơi bị khó, nó hơi bị cồng kềnh, bắt buộc mình phải đưa cái bát trợ lực, đưa cái cây trợ lực đưa lên trên cho nó nằm song song với lại cái ghi đông. Cái bát trợ lực này anh em nên nhớ, yêu cầu của chủ xe cho mình set cái trợ lực lên trên xe khoảng tầm đâu đó 2, maximum là 3 ngày. Để tự vì cuối tuần này chủ nhật là ảnh có đi up team, ảnh đi tour gì đó, mình không biết. Nhưng mà ảnh chỉ cho mình đúng 3 ngày thôi để mình hoàn thiện về cái phần dây côn, về phần dây dầu, về phần trợ lực. Mà cái nàng này là nó rất là nan giải. Ở đây khi mà anh em bẻ hết lái á thì cái hành trình ở đây nó còn rất là xa. Nhưng mà ác một điều á là cái thằng này nè, nó đưa u cong vô 35 độ, nên là khi mà anh em bẻ hết lái á, cái dàn bát trợ lực nó rất là hẹp. Còn mà khi mà anh em mà đưa cái bát nó về đây á thì
cái thằng trợ lực nó lật về sau, anh em tháo chìa khóa ra cực kỳ khó khăn mấy bạn. Ừ, khó lắm, khó khăn, nó không có ổn áp. Thằng này là bắt trợ lực này là mình tiện tay nha, anh em hỏi là nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu cành, mình dám đảm bảo luôn nó không có rẻ hơn thằng CNC là bao nhiêu hết. Vấn đề là những anh em nào mà yêu cầu những cái gọi là mì ăn liền nhanh gọn lẹ thì chúng ta sẽ đáp ứng được. Còn cái này mà anh em mà muốn làm cho nó gọn hơn, mình xin hứa luôn, chắc gọn không nổi nữa bạn. Gọn không nổi cho những cái tình huống giống vậy nữa. Thằng này nó rất là hẹp rồi. Trợ lực Olin New, thằng này thì đang bán giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 9,6 triệu cho một cây trợ lực Olin New màu đen. Còn cái bộ bát này mình sẽ tiện một cái chữ A ăn vô trong cái đồng hồ, ăn vô trong cái ổ khóa và một cái khâu dài, khâu này chắc dài cũng khoảng tầm 10 phân có, đưa lên đây thì nó mới vừa sát mí của cái chỗ bát trợ lực. Do cái thằng khung này nó cao quá, đưa thấp xuống nữa thì thằng này nó không có đủ diện tích. Và cái cây trợ lực, tất cả những dòng xe phân khối lớn là đều là trợ lực 68 ly nên là cái độ già nó có. Còn hai nữa, mấy anh em muốn gọn đẹp thì chỉ có làm cái trợ lực nằm ở dưới cái thớt chẳng ba dưới đây thôi thì nó mới gọn được thôi, chứ còn mà để trên thớt chẳng ba là chỉ có một đường, một đường bay ú ù. Thằng này mới đầu là cái bàn thờ đồng hồ chi ghi thì sẽ nằm ở giữa, nhưng mà do nhu cầu chủ xe là nhiều khi đi tour nhiều á, gắn trợ lực ở giữa thì cái đồng hồ nó sẽ không còn nằm ở giữa nữa, bắt buộc chúng ta phải chế nằm bên hông. Như vậy mình thấy nó cũng ok, không vấn đề. Xe này là full black edition luôn. Đây nó có luôn cái bộ quýt ship, quýt ship của thằng quýt ship của thằng CB1000 neo. Nếu mà đá nói mà về so sánh mà để mượt hay không mượt á, nếu mà so sánh nó sẽ thua hầu như tất cả các dòng luôn các bạn. Nếu mà quýt ship cho CB gàng neo, nó sẽ thua tất cả các dòng. Thứ nhất là thua luôn Kawa, thua luôn Honda, thua luôn những cái dòng mà như Ducati. Và trong tất cả các dòng quýt ship là chỉ có thằng Triumph là mình nói quýt ship zin là nó đá là phê nhất. Ở đây chúng ta sẽ có một cái set cổ Titan, luôn set bô AK đùi gà. Cái bô này là thất truyền lâu lắm rồi, cũng không thấy anh em CB1000 gắn lại. Con này sơ sơ mấy bạn tính tiền đồ loanh quanh đâu đó cũng khá là nhiều á, chứ không phải đơn giản thôi, nó cũng tốn khá nhiều. Mấy bạn nhìn cái style dọn xe là biết là xe lại gọi là dân văn phòng lịch sự lịch lãm rồi. Chủ yếu là để cuối tuần đi phượt những cái tour ngắn ngắn, với lại để đi làm, đi cà phê là chính. Nên là mấy anh em sẽ thấy được gắn thùng là một, gắn khung chống đổ là hai, và gắn kính hậu là ba. Rất rất là ít anh em thấy được những con mô tô mà vô đồ chơi công năng mà có kính kính hậu ha. Đây là một trong những chiếc hiếm hoi mà mình đã mượn, mình đã thấy được. Con này thì mình sẽ test đô cho anh em nghe. Con này ơ đô anh quanh nó khoảng tầm mấy ngàn rồi. Total xe này mới đi được 1031 cây mấy bạn. 1031 cây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ mạch. Bộ mạch này là bộ mạch mới. Như bộ mạch thì bình thường mấy bạn sẽ thấy cái bộ mạch của Lobo, cái công tắc á, là nó chỉ có một nút với là một nút phát sinh thôi. Thằng này thì nó sẽ xài cái con lăn. Cái này anh em mà muốn mở lên thì các bạn nhấn vô cái con lăn nè, giữ nó đó khoảng tầm 3 giây. Ở sao nó lên, nãy mới lên mà. Ồ à, cấp nguồn sau khóa. Các bạn nhấn vô khoảng tầm 3 giây thì nó sẽ lên. Đây là bát sinh. Rồi, nói chung là nó vẫn y chang giống như là những cái công tắc thông thường thôi. Mà mình không biết là cái con lăn này, à hiểu rồi. Con lăn này chưa hiểu là cái gì luôn. Ai hiểu. Thằng cái mạch này nó xịn một cái nữa là có nghĩa là nó sẽ chỉnh được ánh sáng. Mấy bạn lăn cái con lăn đây, lăn con lăn về phía trước á là cái đèn nó sẽ sáng hơn. Để mình chỉnh này, này chớp chớp. Nè, báo tín hiệu cho đồng đội tới. Nè, cái này là mờ nè, đó mấy bạn kéo ngược về cái hướng mình là nó sẽ là cái ống đèn nó sẽ mờ hơn để cho anh em đi nó không bị chói mắt quá.
Còn cái này ví dụ các bạn đẩy lên trước á là nó sẽ sáng hơn. Cái này xịn hơn các bạn, xịn hơn cái kia. Cái mạch cũ của Lubu á thì các bạn sẽ không có chỉnh được cái ánh sáng giảm dần và sáng lên dần ha. Như thằng này thì nó sẽ chỉnh ok hơn nè. Rồi. Bát sinh thì vẫn là cái nút đó thôi. Còn muốn tắt thì giữ nguyên cái nút tròn buông ra là tắt. Rồi xong, hết phim. Xe này nhiều công nghệ quá. Xe này là xe của anh Mập, hội mô tô Bình Dương. Xe mới đi có 1000 cây mà vô đồ quá trời quá đất. Cái này là nó đo hình như là GPS hay sao các bạn. Cái này nè, hình như là nó đo là GPS chứ không phải là km trên giờ đâu. Cái tốc độ nó hình như là gần giống như cái đồng hồ của thằng KTM á. Này còn quá trời chức năng luôn. Này là nó sẽ chuyển qua cái chế độ là nó không có xài cái đồng hồ tròn nữa, mà nó sẽ sử dụng bằng cái thanh giống như cuốn sách vậy đó. Này nó có nhiệt độ ngoài trời, nó có tè le hồng me hết. Mấy anh em nào mà ấy, mấy bạn có thể coi giùm mình để coi này phải góc nghiêng không. Nè, nhiệt độ ngoài trời nè. Cái này là số ký. Xịn quá, quá xịn. Cái bô này là anh chủ xe anh tháo tiêu rồi. Ở đây là mình có thay một cái cọng dây côn. Do là hồi trước anh chủ xe ảnh lên cái gù nâng nè, ảnh không có thay cái dây côn á. Đâm ra khi mà bẻ hết lái á, bẻ hết lái qua bên đây á thì không sao, mà hình như bẻ hết lái qua bên đây nè, cái cọng dây này nó căng. Nó căng nên là ảnh sót. Ảnh kêu mình thay cái cọng dây nó dài hơn tí xíu nữa, để khi mà bẻ hết lái á, nó không có bị căng cái cọng dây. Với lại cái cọng dây thắng zin của thằng CB1000 neo, mấy bạn sẽ biết được là nó sẽ bẻ lơi 45 độ. Và khi mà vô cái cùm thắng đồ chơi á, là nó sẽ không có suông, nó sẽ bị quẳng lên. Nó không có suông theo là cái bộ dây điện này. Như cái bộ dây điện thì nó suông theo bộ dây điện thì nó sẽ xuống dưới luôn. Còn bấm dây dầu heo á, thì nó sẽ xuôi bộ dây điện xuống dưới luôn. Ở đây thì mình sẽ bấm cọng dây dầu nó thẳng vô trong cái ABS luôn, chứ mình không có sử dụng lại cái khớp ở giữa đó ha. Bấm một phát mà từ đây đi vô thẳng trong cái ABS luôn. Thì lanh quanh đâu đó nó sẽ tốn khoảng tầm từ cái ABS lên trên đây, nó rơi vào khoảng tầm 1.300.000 cho một sợi dây dầu từ ABS ngay chỗ yên đi lên tới trên ngay chỗ cái cùm thắng. Còn mà anh em có một cái tiết kiệm nữa là mấy bạn sẽ mua một cái khớp nối. Mấy bạn sẽ nối vô đây nhưng mà nó có nguyên cái con ốc, nó dài hàng lòn, nó hơi xấu. Thằng đó thì nó chỉ có khoảng tầm 300-400 thôi nè. Rồi nay mượn xe của anh Mập mình quay cho anh em sơ sơ về mấy cái món đồ mà công năng đặc dị, nhìn cho nó dễ thương ngon lành chành đào. Thì con xe này nếu mà chuẩn form, xe này là phuộc trước phuộc sau là chưa hạ nha. Mình là 1m65-66. Nói chung là những anh em nào mà chạy phân khối lớn quen rồi đó, những cái con này mấy bạn ngồi bình thường không vấn đề. Còn mấy anh em nào mà ít khi nào mà chạy á, chưa bao giờ mà chạy á, thì lên những cái con như CB1000 neo vô hẻm đi cua đồ nó hơi bị hơ. Hiu là do là cái yên nó bèn là một nè. Cái chiều cao yên so với lại cái tạ người châu Á mình nó cao hơn rất nhiều. Với lại cái form này mấy bạn mà để ghi đông zin á là nó sẽ chồm về phía trước, chứ không phải là được nâng ghi đông giống vậy đâu.
con này là vừa nâng ghi đông mà vừa lên ghi đông nữa, nên là nó đã rất là thoải mái rồi đó. Nếu mà chuẩn con này mà các bạn mà không lên ghi đông, mấy bạn không nên gù nâng, là mấy bạn sẽ ngồi nó rất là chồm. Ừ, thằng này lên một lần hai món luôn, vừa gù nâng ghi đông và vừa ghi đông luôn. Cái ghi đông này nó sẽ cao hơn cái ghi đông zin được tí xíu, đâu đó cũng khoảng tầm được 1-2 phân á. Ghi đông zin của CB 1000 neo thì nó hơi ngang. Rồi, mai mốt mình mượn được chiếc nào nữa mình quay mình review cho anh em về những cái món đồ chơi công năng đặc dị, chia sẻ cho anh em về giá cả đồ mọi thứ luôn. Rồi, các bạn đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho mình nha. Mình là Mr. Ken, số em 9. Bye bye, chào tạm biệt.